Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta dựng cột, đổ mái, lên xà trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, cái tháng 2 âm lịch nó sẽ bắt khởi từ ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch đến ngày mùng 8 tháng 4 dương lịch. Và cái tháng 2 âm lịch ấy là tháng Đinh Mão, nó là cái tháng đủ có 30 ngày. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét xem là trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024, cái năm Giáp Thìn này, sẽ có những ngày nào tốt để quý vị có thể tiến hành công việc đổ trần, đổ mái, dựng cột lên xà. Đó. Thưa quý vị, cái việc đổ mái hay là dựng cột lên xà hay là gác vào rông ấy là một trong những cái việc cực kỳ quan trọng trong cái quá trình xây dựng. Đó. Và để cho công việc được thuận buồm xuôi gió thì người ta cũng thường chọn ra những cái ngày lành, tháng tốt, giờ đẹp và chọn người hợp tuổi để chúng ta tiến hành cái công việc đổ mái, dựng cột hoặc là gác vào rông cho nó được thuận lợi, hanh thông để hoàn tất cái nhà cho được gì? May mắn, thợ thuyền thì bình an. Đó. Gia chủ ở trong nhà thì sẽ được gì? Hòa thuận, ấm êm, hạnh phúc, tiền bạc, tài lộc thì nó cứ ùn ùn kéo đến. Đó. Vậy thì trong cái việc chọn ra ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc dựng cột đổ mái lên xà hay là gì dựng cột gác vào rông ấy thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những yếu tố nào và tăng cường những cái may mắn nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì để chọn ra ngày tốt để tiến hành công việc dựng cột đổ mái lên xà thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư. Ngày tốt toàn thư, quý vị hãy mở trang 193, trang 193 thì nó có một cái bảng có 34 tiêu chí để chọn ra một cái ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và hanh thông. Quý vị tham khảo thêm với quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, sách chính hãng của thầy Tử Thông cũng như thầy Gia Cát, để quý vị có thể tự xem ngày tốt mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ một ai, đúng không ạ? Quý vị có thể tự làm được. Đấy. Thì cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư cũng được Tử Thông có cái bài hướng dẫn xem chọn ngày tốt, cũng như là chọn giờ tốt, chọn hợp tuổi, hợp mệnh, xây nhà, vân vân. Đó thì đều được gì Tử Thông giới thiệu trong cái playlist thì quý vị có thể tham khảo thêm nhé. Thưa quý vị, thì đầu tiên bao giờ cũng vậy, để chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ ra những ngày xấu cần tránh trước. Đó. Và những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão ấy, thì bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là ngày sát chủ đó. Sát chủ trong tháng 2 âm lịch thì chúng ta sẽ có hai ngày, ngày Tý và ngày Sửu. Ngày Tý là sát chủ dương và ngày Sửu là sát chủ âm. Thì ngày Tý chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 4 Bính Tý, 16 Mậu Tý và ngày 28 là ngày Canh Tý. Thì đây là ngày sát chủ nhá, chúng ta không làm. Tiếp theo ngày xấu thứ hai mà chúng ta còn loại bỏ đó là ngày, cũng là ngày sát chủ âm đúng không ạ? Đó là ngày Sửu. Ngày Sửu thì tương tự cũng có 3 ngày, mùng 5, 17 và ngày 29. Thì đó là những ngày sát chủ đầu tiên. Cái ngày xấu thứ hai chúng ta cần phải loại bỏ đó là ngày gì? Ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa thì nó bao gồm là những ngày thân đúng không ạ? Ngày thân thì chúng ta sẽ có ngày 12 Giáp Thân, ngày 24 là ngày Bính Thân. Như vậy, cái những ngày thân bị phạm vào sát chủ mùa. Vì vậy mà cái việc xây dựng đổ mái thì chúng ta cũng không chọn nhé. Tiếp theo, một ngày xấu nữa mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ đó là ngày thiên địa chuyển sát. Ngày thiên địa chuyển sát nó là ngày Tân Mão và ngày Ất Mão. Nhưng mà trong tháng 2 lịch thì chúng ta chỉ có ngày Tân Mão là ngày 19, không có ngày Ất Mão. Tiếp đến ngày xấu thứ tư mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong tháng 2 âm lịch ấy thì nó chính là những ngày Thìn. Ngày Thìn thì chúng ta sẽ có hai ngày, mùng 8 Canh Thìn và ngày 20 là ngày Nhâm Thìn. Đây là những ngày Thụ Tử mà quý vị cũng không nên chọn. Tiếp theo, ngày xấu thứ năm mà quý vị cũng cần phải kiêng nhé. Trong cái việc xây dựng ấy, xây dựng bất kỳ xây dựng động thổ, đổ mái hay là sửa chữa nhà cửa ấy thì người ta cũng đều kiêng ngày Dương Công Kỵ, đó là ngày 11 đúng không ạ? Ngày 11 là ngày Dương Công Kỵ. Thì trong việc xây dựng là mọi người vẫn kiêng. Một ngày xấu nữa nó gây sự đổ vỡ đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương chúng ta cũng cần phải kiêng kỵ nhé. Nó bao gồm những ngày là mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày Ất Hợi. Ngày mùng 7 nó là ngày Kỷ Mão. Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày Ất Dậu. Ngày 18 nó là ngày Canh Dần. Ngày 22 nó là ngày Giáp Ngọ. Và ngày 27 thì nó rơi vào ngày Kỷ Hợi. Đó là những ngày Tam Nương mà chúng ta cần phải tránh. Tiếp theo, một ngày xấu nữa mà chúng ta cần phải tránh đó chính là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ thì chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 5, 14 và 23.
À, các cụ có nói là gì? Mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ, huống chi là đi buôn. Vậy nên cái ngày nguyệt kỵ thì quý vị tốt nhất cũng không nên làm. Nó sẽ bao gồm những ngày sau này. Ngày mùng 5 thì nó sẽ rơi vào ngày đi xỉu. Ngày 14 thì nó là ngày Bính Tuất. Và ngày 23 thì nó rơi vào ngày Ất Mùi. Đó. Đó là những cái ngày xấu mà cần phải tránh. À, bên cạnh đó, một ngày xấu nữa mà quý vị cũng kiêng trong việc động thổ hay là đổ mái dựng cột lên xà ấy, thì đó chính là những cái ngày nguyệt phá. Ngày nguyệt phá thì tháng này tháng Đinh Mão, Mão Dậu tương xung, vị trí những ngày Dậu là ngày nguyệt phá đúng không ạ? Nó sẽ bao gồm có 3 ngày, mùng 1 là Quý Dậu này, 13 là Ất Dậu và ngày 25 là ngày Đinh Dậu. Đó là những ngày xấu. À, tiếp theo, một ngày nữa chúng ta cũng cần phải xét, đó là ngày Trực Bình đúng không? Ngày Trực Bình nó là ngày Ngọ đúng không? Trực Bình đúng không? Kiến trừ mãn bình, ngày Bình là ngày Ngọ. À, tiếp theo, ngày Trực Thu là ngày Tý. Ngày Tý là ngày Trực Thâu, thì trùng với ngày gì? Trùng ngày Sát Chủ nhé. À, tiếp đến là ngày Trực Bế là những ngày Dần, thì ngày Dần quý vị cũng cần phải xem xét. Đó. À, tiếp theo, ngày Kiếp Sát đúng không ạ? Chúng ta phải loại bỏ 3 ngày tam sát là Kiếp Sát, Tai Sát và Nguyệt Sát. À, Kiếp Sát, Tai Sát, Nguyệt Sát là cái tiểu hung tinh ấy, nó là cái phương của tam sát nó mang lại. Đấy. À, nhưng mà nếu mà có nhiều cái cát tinh tốt lành chiếu đến thì quý vị vẫn có thể dùng được nhá. Ngày Kiếp Sát là ngày Thân đúng không ạ? Ngày Thân phạm vào Kiếp Sát. Ngày Dậu phạm vào Tai Sát và ngày Tuất phạm vào Nguyệt Sát. Đó là những ngày tam sát mà quý vị cần phải lưu ý. À, tiếp theo, một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý, đó là ngày Nguyệt Hình. Ngày Nguyệt Hình thì nó là ngày Tý đúng không ạ? Tý Mão là vô lễ chi hình mà. Đó. Ngày Nguyệt Yếm thì nó là ngày Dậu. Đó. Ngày Thiên Sứ thì nó cũng là ngày Tý. Ngày Đại Thời thì nó là ngày Tuất. À, tiếp theo là ngày Tứ Phế, nó là ngày Giáp Tuất nhá. Ngày Giáp Tuất là phạm ngày Tứ Phế thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Ngày thứ 21 là ngày Ngũ Mộ. Ngũ Mộ đó là ngày Ất Mùi thì nó trùng với ngày 23 là ngày Nguyệt Kỵ. Đó. Tiếp theo là ngày Thiên Hỏa, nó là ngày Mão. Như vậy những ngày Mão chúng ta cũng sẽ không dùng nhé. Và gì, ngày Ngọ. Ngày Ngọ và ngày Thiên Hỏa ấy, là hai cái ngày mà hỏa nó vượng. Hỏa nó vượng. Dễ xảy ra những cái tình trạng bị sét đánh này, hoặc là bị hỏa hoạn này, hoặc là gì bị chập điện, chập cháy, vân vân. Đó. Vậy nên là gì? Nó cũng sẽ khá là nguy hiểm khi mà chọn ra những cái ngày để chúng ta tiến hành cái công việc là đổ mái sự cột. Vì vậy mà người ta cũng thường kiêng cái việc này nhé. Đó là 23 cái tiêu chí mà chúng ta cần phải loại bỏ để chọn ra ngày lành tháng tốt. Đó. Thì bây giờ sau khi loại bỏ ra những cái ngày xấu rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những cái ngày lành tháng tốt. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chủ động hơn trong việc tự xem ngày tốt cho mình nhé. À, đầu tiên ấy, cái ngày tốt đầu tiên thì bao gồm những cái cát tinh sau này. Cát tinh đầu tiên là Thiên Nguyện. Đó, Thiên Nguyện thì nó sẽ là ngày Canh Tuất. Ngày Canh Tuất thì trong tháng này không có này. Tiếp theo, ngày thứ hai là ngày Thiên Đức. Thiên Đức là ngày Thân, nhưng lại phạm vào ngày Sát Chủ Mùa này, lại phạm vào Kiếp Sát nên chúng ta cũng sẽ không dùng. Ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Tỵ, đúng không ạ? Ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Tỵ. Như vậy những ngày Tỵ này thì xét về cái chuyện đổ mái dựng cột thì nó không phạm, đúng không ạ? Nó sẽ có hai ngày. Ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 9 này. Mùng 9 là ngày Tân Tỵ. Và ngày tốt thứ hai là ngày 21. Đó là ngày Quý Tỵ. Đó là hai ngày tốt đầu tiên. À, tiếp theo chúng ta có ngày Nguyệt Đức. Đúng không? Ngày Nguyệt Đức thì nó là ngày Giáp. Ngày Giáp chúng ta có ngày mùng 2 này là Giáp Tuất này. Ngày 12 là Giáp Thân và ngày 22 là ngày Giáp Ngọ. Như vậy những ngày Giáp thì toàn là những ngày xấu luôn, trong tháng toàn ngày xấu. Tiếp đến là chúng ta xét một ngày nữa, đó là ngày gì? Ngày có Thiên Đức Hợp là ngày Kỷ. Ngày Kỷ thì chúng ta sẽ có ngày mùng 7 là Kỷ Mão này, 17 là Kỷ Sửu và ngày 27 là Kỷ Hợi, thì toàn là những ngày xấu chúng ta loại bỏ rồi. Tiếp theo ấy, chúng ta xét đến ngày Thiên Xá. Đó. Ngày Thiên Xá là ngày Mậu Dần. Ngày Mậu Dần là ngày mùng 6 nhé. Mùng 6 Mậu Dần nó là ngày Thiên Xá. Vị trí nó cũng là một ngày tốt, mùng 6 này. Mậu Dần. Đó là ngày tốt thứ 3. Tiếp đến là chúng ta xét đến ngày Nguyệt Ân. Nguyệt Ân thì nó là những ngày Đinh. Ngày Đinh thì nó bao gồm những ngày sau này, ngày Bính này. Ngày Đinh thì nó sẽ bao gồm ngày 25 này, đúng không? Đinh Dậu này, 15 là Đinh Hợi và ngày mùng 5 là ngày Đinh Sửu. Như vậy chúng ta còn ngày 15 Đinh Hợi nhé, cũng không phạm phải gì và nó cũng là một ngày tốt. Đó, 15 này.
Đinh Hợi là ngày tốt. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày tứ tướng. Ngày tứ tướng sẽ gồm có ngày Bính và ngày Đinh. Ngày Bính và ngày Đinh đúng không ạ? Ngày Bính và ngày Đinh. Ngày Đinh chúng ta chọn rồi, như vậy còn ngày Bính thì ngày Bính chúng ta có ngày mùng 4 này, ngày 24 và ngày 14 thì đều là những ngày xấu nhé, chúng ta loại bỏ rồi. Tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta cũng có thể chọn được, đó là ngày Thời Đức. Thời Đức là những ngày Ngọ, nhưng ngày Ngọ này bị phạm vào ngày Thiên Hỏa, nên là chúng ta cũng sẽ dùng nhé, Ngọ và Mão. Trong cái việc đổ mái thì người ta kỵ ngày Ngọ nhé, tại là ngày Ngọ là ngày hỏa nó vượng nhất, vậy nên để tránh cái chuyện cháy nổ chập cháy thì chúng ta không dùng. Còn nếu mà trong trường hợp cấp bách thì quý vị cũng có thể trùng vào ngày mùng 10 nhé. Đó. Tiếp theo là chọn đến ngày tam hợp. Ngày tam hợp thì tháng này tháng Đinh Mão đó, Hợi Mão Mùi là tam hợp, như vậy chúng ta có ngày Hợi và ngày Mùi. Thì ngày Hợi chúng ta chọn là ngày Đinh Hợi, còn ngày Mùi thì toàn những ngày xấu chúng ta không chọn được. Tiếp theo là một ngày nữa là ngày Trực Khai. Trực Khai là ngày Sửu thì nó trùng với ngày Sát Chủ Âm, nên là chúng ta cũng sẽ không dùng. Đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị những ngày tốt lành nhất nhé. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể chọn ra một cái ngày nữa, đúng không ạ? Là quý vị có thể chọn ra ngày 30 này, cái ngày 30. 30 là ngày Nhâm Dần đấy. Ngày Nhâm Dần, nếu mà cần kíp thì quý vị vẫn có thể dùng được ngày 30 hay là ngày mùng 10 nhé. Đó. Đó. Đó là 5 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc đổ mái, dựng cột, gác đoàn rông trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 là Giáp Thìn. Đó. Như vậy chúng ta có mấy ngày? Có 5 ngày tốt nhé. Có 5 ngày tốt. 5 ngày tốt để chúng ta tiến hành mọi việc đổ mái, dựng cột, gác đoàn rông cho nó được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Đó. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể tham khảo thêm cái cách chọn giờ tốt ở cái trang 129. Đó. Trong 129 sẽ có cách dọn giờ tốt cho từng ngày một đấy. Do thời lượng chương trình có hạn nên là Tử Thông không thể chia sẻ được cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vì vậy mà quý vị hãy tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư ở trang 129 nhé. Thì là có cách chọn ra giờ tốt đó. Đó. Thưa quý vị, nói chung ấy, để chọn được một cái ngày hợp tuổi hợp mệnh ấy, thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về cái việc chọn ngày tốt đổ mái dựng cột lên xà nhé. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.